Bà bầu nên cho thai nhi nghe nhạc vào lúc nào để con phát triển một cách tốt nhất? Cho thai nhi nghe nhạc là một trong những điều được các ông bố bà mẹ đang mang bầu rất quan tâm. Nhưng liệu nên cho thai nhi nghe nhạc vào lúc nào hay cứ cho thai nhi nghe nhạc là tốt? Hãy cùng mangthaibaby.com xem nhận định của các chuyên gia về vấn đề này là như thế nào và nên cho thai nhi nghe nhạc vào lúc nào là tốt nhất. Xin được nói thêm một lần nữa rằng cho thai nhi nghe nhạc có rất nhiều lợi ích, nhưng để đạt hiệu quả như mong muốn thì cần phải có sự trợ giúp rất lớn từ các ông bố. Cho con nghe nhạc cũng là một phương pháp thai giáo, đương nhiên mẹ có thể tự làm được, nhưng có bố làm cùng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, bởi các nhà khoa học đã khẳng định bố thực hiện thai giáo sẽ tốt cho cả mẹ lẫn con. Thứ nhất, bố mẹ nên cho thai nhi nghe nhạc vào lúc nào? Theo các nghiên cứu, từ tuần thứ 16 trở đi, thai nhi đã có thể cảm nhận được các âm thanh từ bên ngoài. Do đó, giai đoạn thích hợp để các ông bố bà mẹ bắt đầu cho bé nghe nhạc là từ tuần thứ 16 trở đi. Có thể bạn chưa biết, thai nhi thường có khuynh hướng ngủ khi mẹ hoạt động và thức khi mẹ nghỉ ngơi và thư giãn. Nên các mẹ bầu nên chọn thời điểm khi cơ thể mình muốn được nghỉ ngơi để nghe nhạc, như buổi tối trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng sớm khi mới thức dậy, hay là lúc thư giãn. Lúc đó mẹ có thể để mình thả lỏng một cách thoải mái nhất và chỉ tập trung vào tận hưởng những bản nhạc chứ không vướng bận bất kỳ một công việc nào khác. Đó cũng là lúc mà bé yêu cảm nhận được các giai điệu một cách rõ ràng nhất. Mặc dù như vậy, nghe nhạc nhiều chưa chắc đã tốt cho bé đâu nhé. Mỗi ngày chỉ nên nghe từ 2 đến 3 lần và mỗi lần chỉ nghe khoảng 15 đến 20 phút là đủ. Thứ hai, những lợi ích của âm nhạc đối với mẹ và bé. Không chỉ giúp tâm trạng của mẹ bầu thoải mái, nghe nhạc khi mang thai cũng mang lại những lợi ích không ngờ đối với thai nhi. Thứ nhất là kích thích sự phát triển của não bộ và tăng khả năng ghi nhớ của thai nhi. Theo các nghiên cứu, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cho thai nhi nghe nhạc có thể giúp cho bé cải thiện trí thông minh, khả năng sáng tạo và khả năng thể hiện cảm xúc của trẻ. Vào 8 cá nguyệt thứ 3, hệ thống thần kinh trung ương và giác quan của thai nhi đặc biệt nhạy cảm với các kích thích, thậm chí nhiều bé có phản ứng lại với những kích thích đó. Thứ hai là kết nối cảm xúc giữa mẹ và bé. Cùng nhau nghe những giai điệu du dương nhẹ nhàng mỗi ngày là cách đơn giản để kết nối tình cảm của cả hai mẹ con. Thứ ba là giảm stress và căng thẳng cho mẹ bầu. Khi mang thai, cảm giác bồn chồn lo lắng dễ làm cho mẹ bầu bị căng thẳng, dẫn đến stress. Những lúc như vậy, một bài hát nhẹ nhàng có thể làm dịu tâm trạng của bạn, thậm chí nó còn giúp cho mẹ ngủ ngon hơn. Thứ tư là tăng cường trí thông minh và khả năng sáng tạo của trẻ. Âm nhạc có tác động tích cực đến não bộ của trẻ em, giúp mở rộng nhận thức và cảm nhận thông quan với các giác quan của bé. Cũng theo nhiều ý kiến cho rằng, cho thai nhi nghe nhạc từ khi còn trong bụng mẹ sẽ giúp bé sau này học giỏi toán và giúp trẻ tăng khả năng sáng tạo hơn. Thứ ba là nên cho thai nhi nghe nhạc vào lúc nào và nghe loại nhạc nào. Mỗi tối mẹ hãy thư giãn bằng cách mở những bản nhạc mẹ thích nhất. Đó có thể là những tác phẩm bất hủ của Mozart, Beethoven, Bach hay bất cứ một loại nhạc nào khiến mẹ cảm thấy thư giãn. Tuy nhiên, bố cần nhớ không được cho thai nhi nghe nhạc quá mạnh hoặc thay đổi tông nhịp liên tục như là rock và rap, sẽ ảnh hưởng không tốt cho đến thai nhi. Ngoài ra, các ông bố nên dành thời gian hát cho thai nhi nghe cũng cực kỳ hữu ích. Được nghe giọng hát của bố sẽ giúp cho vợ bầu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thư giãn. Còn thai nhi khi nghe được âm thanh bên ngoài, phân biệt được giọng của bố và mẹ và của những người lạ khác, phát triển chỉ số IQ và kết nối tình cảm thai nhi với bố và mẹ.